Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học về cái bộ thủy và bộ chấm thủy nhé. Thì ở đây thì các bạn nhớ là một bộ thủ nó có thể có hai cách viết hoặc có thể có ba cách viết, thậm chí có một số bộ thủ nó sẽ có tới bốn cách viết. Đấy thì mình sẽ căn cứ vào xem là bộ nào và bộ đấy nó có đặc thù gì không để có thể viết được nó nhé. Các bạn quan sát này, đây là bộ chấm thủy này. Đấy, ta mình đang dùng sử dụng thước tỉ lệ và con dấu Oli như này. Thì các bạn thấy là bộ chấm thủy này thì mình sẽ viết trước. Bộ chấm thủy này sẽ thường thường nó sẽ nằm phía bên tay trái các bạn nhé. Và bộ này hình như là cũng chỉ nằm tay trái thôi. Đấy, nếu được viết thành bộ chấm thủy như này, nó sẽ có 3 nét chấm. Như ở nét chấm cuối cùng này được viết thành nét hắt. Thế là mình sẽ viết cho các bạn xem nhé. Mình sẽ viết vào ở giữa ô cho các bạn xem dễ nhìn này. Thứ nhất là mình sẽ viết một nét chấm ở đây. Đấy, chấm ngắn ở đây nhé, nó nằm ở giữa ô này này. Thứ hai nét chấm ở đây này. Đấy, chấm ở đây như này. Rồi sau đó tới nét hắt từ dưới hắt lên trên này nhé. Hắt, chúng ta hắt từ đây, hắt chéo lên trên như này là được. Chúng ta tiến hành đo này. Đó, và các bạn thấy là nó khít và nó khớp rồi. Thế thì với cái bộ chấm thủy này nhá, ngoài ra nó sẽ được viết sang, chủ yếu nó viết sang tay trái và nó có hình vòng cung như này này. Cách viết chuẩn của nó các bạn sẽ viết cho mình nhá. Chấm chấm ngắn này. Chấm ngắn này. Đấy, và hắt này. Như thế này. Thì các bạn lưu ý này, ở đây thì nó sẽ tạo ra hình vòng cung này nhá. Rất nhiều bạn viết chấm như này. Đây, chấm ngắn đây. Như thế này. Sau các bạn viết một nét chấm ở đây như thế này. Xong cuối cùng các bạn viết một nét hắt như này, hắt lên trên này. Thì nó sẽ bị chạm vào nhau. Các bạn thấy không? Đấy, nó sẽ bị chạm vào nhau nhá. Mà nó đi đường thẳng này thì nhìn nó sẽ không được đẹp. Và nếu như mà các bạn hất như này, hất sang phía tay phải này thì nó sẽ cắt bốn lại một cái bộ thủ phía bên tay phải này thì cũng không được. Cho nên các bạn sẽ phải viết cho mình tạo hình vòng cung, nó cũng là dạng phần tượng hình là ba giọt nước bắn vào, bắn vào và nó tạo ra là kiểu giọt nước nó sẽ có tính đàn hồi, nó lẩy ra ngoài. Đấy, và nó sẽ tạo ra cái hình vòng cung nhá. Thì bây giờ mình sẽ viết sang một cái bộ thủ hình dáng khác của nó này, đó là chữ thủy được viết nha. Tuy nhiên nếu như mà chữ thủy này, bộ thủy này mà nó nằm ở phía bên dưới thì nó sẽ được viết như này. Còn nếu nằm tay trái được viết như này nhá. Nó nằm phía bên dưới, bên trên hoặc bên tay phải. Bây giờ mình sẽ viết cho các bạn một bộ một chữ Hán đi thì cho các bạn dễ hình dung đi. Đây nhé, bây giờ mình sẽ viết cho các bạn xem nhá. Các bạn thử đoán xem đây là chữ gì. Đấy, khi mà nó nằm phía bên dưới thì nó sẽ được viết như này. Móc nhẹ trên này, ngang phẩy này, mark này. Đấy, đây là một chữ Hán. Còn đây, ví dụ bộ chấm thủy này thì có rất nhiều những cái chữ Hán mà nó được viết thành bộ chấm thủy và nó nằm phía bên tay phải. Ở đâu? Nằm tay trái nhé các bạn nhé. Chấm này, chấm này, hắt này, bộ khẩu. Các bạn đoán xem đây là chữ gì? Đó. Hoặc là một số những cái chữ khác mà nó có chứa bộ chấm thủy này thì bộ chấm thủy này liên quan tới nước. À nhá, nó liên quan tới nước. Thế thì bộ thủ này nó sẽ biểu nghĩa một phần. Đấy. Biểu nghĩa một phần với cái chữ Hán đấy nhá, chứ nó nhiều khi thì nó có thể biểu nghĩa nó tương đối, tức là nó là chỉ về cái chữ đấy, nó liên quan tới cái đấy. Ý nghĩa của bộ thủ này. Tuy nhiên thì với những cái chữ Hán mà nó chỉ có một bộ thủ là nước phía bên tay trái này thì chắc chắn chữ đấy sẽ liên quan đến nước, nhưng mà cụ thể ở đây nó là nghĩa còn của nó là còn phải rộng hơn nữa vì nó có nhiều bộ thủ khác đứng cạnh với nó nữa, thì nó sẽ còn tạo ra một cái chữ Hán nghĩa nó rộng hơn, nó không chỉ về nước nữa, nó sẽ bao gồm về nước thôi, bao gồm nước ở trong đấy, nhưng mà nó sẽ chỉ về một cái gì đó nữa, nghĩa rộng hơn hoặc có thể có nhiều nghĩa hơn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhé.